Bây giờ chúng ta qua một Family HD dây điện ở trang 125. Ở bước 1, các bạn vào tab Insert, chọn Low Family, sau đó Up One Level, rồi vào thư mục 3 HD dây điện, sau đó click Open cái Family HD dây điện. Ở bước 2, trong Family, các bạn double click vào cái size E1.2x50. Các bạn duplicate nó lên, đặt tên nó là E72.4x50. Rồi các bạn OK. Chỗ thiết niệm 50 và offset 25 là giữ nguyên. Riêng quyết con size 1 và size 2 thì chúng ta sửa thành là 36.2. 36.2x2 là 72.4. Đây là hình bên tay phải của bước 2. Sau đó các bạn OK. Ở bước 3, các bạn trở lại level 1. Các bạn gọi công cụ là Wall Architectural. Sau đó các bạn edit type. Các bạn chọn cái type, cái tường nè, hát nói tấm chúng ta tạo nè. Rồi các bạn duplicate thêm một type. Các bạn sửa cái khúc đuôi, bỏ cái chữ số 2 này đi và sửa thành là HD dây điện. Rồi OK. Bây giờ chúng ta qua bước 4 ở trang 126. Chỗ panel vertical grid đây. Các bạn sửa cái số 1500 thành là 1572.4 là cái kích thước của cái HD dây điện đó. Hình bên tay phải bước 4, các bạn đổi cái vertical million thành là E72.4x50. Sau đó các bạn OK thoát ra ngoài. Trong property, các bạn cũng để là level 1 by constraint, top constraint là unconnected và unconnected hay vẫn là 1100. Rồi sau đó các bạn click chọn một điểm ở trong mặt bằng, kéo qua và chúng ta đánh vào là 4000. Escape 2 lần, hết lần. Bây giờ chúng ta dùng dimension lấy cái dim kiểm tra một số lẻ. Các bạn đo từ đấy, đo tới đây, rồi đo qua đây và đo qua đây, rồi đo cái dim tổng. Đây là cái hình tôi chụp ở bước 6. Ở giữa các panel nó sẽ xuất hiện một cái rectangular million E72.4 này, và nó thành cái khe không khí để chúng ta chèn cái phụ kiện HD dây điện vào. Ở bước 7, các bạn vào mặt đứng sau, kéo anh này nè. Bây giờ các bạn gọi công cụ Set Work Plan, Pick a Plan, pick vào cái mặt của cái panel. Sau đó gọi công cụ Component, Play a Component, chọn cái Family 203 HD dây điện chúng ta vừa load vào đây, và cái option là Play on Work Plan. Rồi mình tạo một đoạn từ trên xuống dưới, mình kéo từ đây, kéo thẳng xuống đây như thế này. Bây giờ các bạn về level 1, các bạn zoom lớn chỗ này lên. À, các bạn thấy mình có cái HD dây điện ở đây, và nó khớp vào cái vị trí nối giữa hai cái panel ở đây như thế này. Chúng ta qua bước 8 ở trang 127. Các bạn trở lại mặt đứng sau, các bạn click chọn cái HD dây điện, rồi các bạn dùng lệnh copy bắt vào cái điểm này, copy nó qua cái vị trí còn phía này như thế này. Rồi kết quả trong 3D là chúng ta có HD dây điện như thế này. Bây giờ chúng ta qua một trường hợp có cả hai loại HD tấm và HD dây điện thì chúng ta làm như thế nào. Thông thường á thì HD dây điện á chỉ có một vài vị trí thôi, chứ không phải là cái đoạn nào nó cũng có, và chủ yếu nó vẫn là HD tấm. Bây giờ các bạn về level 1. Ở bước 1, hình bên tay trái, các bạn lựa chọn cái custom wall, hoặc các bạn có thể quét như thế này cũng được, quét hết toàn bộ cũng được, rồi giữ nguyên kích thước cũng sao. Nhưng mà nhớ là mình phải chọn cái custom wall mình copy á, thì cái custom panel nó mới đi theo, và mình quét về để mình lấy luôn mấy cái HD tấm khỏi cái mắt cong gắn lại. Rồi các bạn dùng lệnh copy, các bạn copy nó ra đây như thế này. Đây là hình bên tay trái của bước 1. Bây giờ chỗ này là chúng ta định gắn cái HD tấm chỗ này, các bạn mới dùng cái detail line. Các bạn tạo cái detail line tạm ở đây để mình hình dung. Sau đó kéo nó dài ở đây đi, rồi các bạn copy nó qua một cái khoảng là 72.4. đây là cái kích thước của cái HD dây điện. Rồi chúng ta copy toàn bộ cái nhóm tường này, các bạn dùng lệnh copy bắt vào cái điểm này, kéo qua đây, click vào đây một cái thì hai cái tường này nó thẳng nhau đúng không, và nó có thể ở một cái khoảng này để chúng ta gắn cái HD dây điện vào. Ở bước 2, các bạn vào mặt đứng sau, đây hai trường hợp này, đây mình kéo cái này nó dài ra, đừng có dướng. Rồi cái tường này nè, là hai cái đoạn này là hắt nối tấm nè, hai đoạn này hắt nối tấm nè, khoảng này mình vừa hở nè để mình gắn HD dây điện. Cho nên các bạn set work plan, pick a plan, rồi chọn cái mặt bất kỳ của cái custom panel. Sau đó gọi công cụ component, play a component, chọn cái HD dây điện và tạo một đường từ trên xuống dưới như thế này.
Rồi các bạn trở về level 1. Đây nó đúng vị trí ở đây như thế này đây. Là cái trường hợp không hợp á thì chúng ta tạo hai cái curtain panel, hai cái curtain wall hở một cái khoảng bằng 4 HD dây điện rồi chúng ta chen HD dây điện vào thôi. Chúng ta qua một family H gió hồi ở trang 128. Thì á những buổi đầu nghiên cứu cái profile này, tôi không hiểu H gió hồi này sao mà bên nhà sản xuất họ kêu nó là hình chữ H. Rồi sau đó tôi ngồi tôi về tôi bắt đầu là tạo lập cái profile. Rồi mình nhìn thấy đây là chữ H. Đây là các bạn thấy chữ H đây nè, lật ngược lại. Đây chữ H nè, đây là chữ H thường chứ không H hoa. Trước giờ mình là đặt tên là cái hình dáng theo chữ gì á, chữ Y, chữ H gì đó, chữ L thì đều là chữ hoa hết. Bây giờ họ gọi là H thường thì thôi cũng được. Này cũng là một cái quy ước với nhau thôi. Rồi sau đó tôi thấy tôi quay lại thành cái hình về thì nó giống như G. Đây nè, giống như G. Rồi cái lưu ý tiếp theo là nhà sản xuất họ tên là đặt tên nó là H gió hồi, nhưng mà cái ứng dụng của nó không liên quan gì tới gió hết. Nó để làm cái gì? Nó để dùng để lắp bao xung quanh cái lỗ trần, che khe giữa trần và cái thiết bị, chẳng hạn giữa thiết bị máy lạnh năm trần, cái đèn âm trần hay là cái gì đó gắn trên trần. Thì có lẽ do lần đầu là liên quan tới máy lạnh cho nên người ta gọi là gió hồi, chứ đâu dính gì tới gió đâu. Đây là cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất như hình đây nè. Đây các bạn thấy họ gắn như thế này nè đó, các bạn nhìn cái profile này mà các bạn nhìn ra được chữ H là tôi cũng không biết sao luôn, hay thiệt. Rồi ở bên đây nè, cái H gió hồi nằm đây nè, thì là hai cái ngạnh này họ ôm vào cái panel của trần đây, rồi họ ló một cái ngạnh bên đây ra. Bên đây cũng vậy, phần này ôm vào trần nè và lói cái ngạnh này ra nè. Rồi ở đây cái thiết bị đặt lên trên đây, đây mấy bạn thấy nó họ ghi là lighting box hoặc là cái máy lạnh gì đó không biết. Thì mục đích cái này làm cái gì? Che cái khe này nè, chứ thực ra cái thằng nhôm này á là nó chỉ chịu được những cái thiết bị nhẹ thôi, thiết bị máy lạnh là thua. Thiết bị máy lạnh á là nó phải treo lên trần kìa, chứ chịu lên cái thằng nhôm này là sụm liền. Bây giờ chúng ta vào bước 1 ở trang 128. Các bạn vào tab insert low family, sau đó up one level, rồi các bạn vào từ mục 04 H gió hồi, open cái family H gió hồi này ra. Ở bước 2 trong project browser, các bạn double click cái type E 1.2 × 50 này, rồi các bạn duplicate thành cái type E 2 × 50 mm, bỏ số 2 phía sau đi. Rồi ok, thickness các bạn để là 50. Chỗ offset này các bạn cho nó là -25 thì nó mới vô giữa. Cái này là do tôi thử rồi. Width on size 1 và size 2 các bạn cho nó là 1 ly. Thì hai cái này cộng lại thì bằng là 2 ly. Sau đó các bạn ok thoát ra ngoài. Bây giờ bước 3. Các bạn vào cái view trần level 1. Mình rename cái này lại, mình thêm chữ trần phía trước. No, để mình đừng có nhầm. Các bạn vào view trần level 1. Sau đó hiệu chỉnh cái view range để mình làm thấp thấp thôi để mình xem, chứ không phải là giống như thực tế. Các bạn cho nó 800 thôi. Đây là hình bên tay trái của bước 3 trang 129. Rồi các bạn ok. Sau đó các bạn gọi công cụ trong top architecture group by footprint. Nó hỏi lên level 2 không? Không, mình đổi thành level 1 và các bạn yes. Trong property bay level các bạn để nó ở level 1 và bay offset firm level các bạn cho nó là 900. Rồi, các bạn bỏ check của define slope ở đây. Bây giờ ở bước 5 các bạn dùng rectangle. Mấy trường hợp của mình đang vẽ ở đây nè, vẽ bên ngoài đang tí nè. Sau đó các bạn click cái cạnh này cho kích thước nó là 4500. Rồi các bạn click chọn cái cạnh này cho kích thước nó là 3300. Rồi các bạn finish. Ở bước 6 trang 130, các bạn edit type, các bạn đổi nó thành cái loại là slope lacing và lấy cái type là slope lacing. Rồi các bạn duplicate thêm một type, đặt tên là ACE là architectural ceiling proxy, INL IM ngang dưới inox trên tôn 50 mm, 1.5 m, và nhớ đánh dấu chấm nha, đừng đánh dấu phẩy. T, cái T treo trần đó 2 mm. Thì cái T thường hay T Omega gì đó là cái bản bụng của nó là cũng dày 2 ly hết trơn á, cho nên mình xài cái T chung được rồi, không cần phải tạo cái thai riêng cho từng loại. Rồi các bạn ok. Đây là cái hình ở bước 6 trang 130. Ở bước 7 các bạn mở cái curtain panel ra, lấy cái type là proxy INL IM ngang nguyên tấm là cái family, còn cái type là C2 ngoài inox trong tôn 50 mm này. Ở bước 8 panel rig 1 các bạn đổi thành là fit distance, spacing là 1502 mm, 2 mm là chiều dày của cái bản bụng của cái T đó. Rig 2 thì các bạn cũng đổi là fit distance, spacing là 1100 mm. Đây là cái khổ của cái tấm trần. Ở bước 9 chỗ panel rig 1 million 1 internal tie, các bạn đổi thành là
Rectangular Million E 2x50mm. Sau đó các bạn OK. Rồi, kết quả trong cái mặt bằng trần đó, nó giống như hình ở bước 10, hình bên tay trái. Đây, các bạn đo kích thước ha. Tôi đo rồi cho nên không cần đo nữa. Đổi qua chế độ Medium thì nó sẽ giống trong sách thôi. Bây giờ các bạn dùng phím Tab. Các bạn Tab chọn cái panel ở giữa nè. Rồi các bạn Undin ở bước 11, trang 131. Các bạn đổi nó thành cái Family Empty System Panel. Rồi các bạn OK. Chúng ta sẽ có một cái lỗ trống ở đây để chúng ta gắn thiết bị gì đó, giả sử như thế. Thì ở bước 12 á, tôi mới có cái chụp cái hình á, là tôi ghi thế này nè, là lắp cái hát gió hồi theo phương này. Dưới phương này là mình lắp cái hát gió hồi. Cái phương này á là mình nối tấm, cho nên mình có cái T rồi. Và cái T á thì nó cũng có cái ngạnh y chang như là hát gió hồi, cho nên mình không cần thêm hát gió hồi khúc này nữa. Ở đây á là chúng ta sẽ gắn cái T thường. Bên đây chúng ta sẽ gắn cái T omega để á là chúng ta có đủ các trường hợp thực hành. Cái lưu ý ở cuối bước 12 á là chúng ta đang học, cho nên á là tôi đưa các trường hợp ví dụ đơn giản là chúng ta đổi cái tấm này thành cái tấm empty thôi, chứ trong từng thực tế á thì nó nhiều trường hợp cắt lỗ trần lắm, chứ không phải có đơn giản như vậy. Và chắc chắn á là rất là nhiều trường hợp không chẳng ngay cái tấm trần đâu, không chẳng ngay cái khổ của panel. Và cái trường hợp này hoàn toàn giống như á là cái câu chuyện chúng ta thay cái panel ở tường sàn để chúng ta có những cái cạnh cắt, giả sử như cắt L, cắt U gì đó. Bây giờ tôi qua bước 13, các bạn set work plan, các bạn pick the plan, các bạn biết vào cái mặt trần, sau đó các bạn gọi công cụ component, player component, rồi các bạn lấy cái family là 204 hát gió hồi nè, chúng ta vừa mới lô vào đó. Option là play on work plan, mình set work plan rồi mình play on work plan thôi. Rồi các bạn tạo một đoạn từ trái sang phải, đây mình zoom lớn cái này lên, mình tạo một đoạn từ đấy, mình kéo qua đây tới đây thôi, để cái này để sau này là cái T treo trần đi thẳng đi suốt, còn cái này là đi đoạn ngắn thôi. Rồi các bạn dùng một cái mặt cắt tạm, các bạn cắt ngay đây, các bạn vào mặt cắt tạm. Rồi do not drop view đi, nằm trên đây nè, thấy không, đổi thành á là 1/25 thôi. Rồi chế độ mình cho nó là chế độ file luôn. Các bạn thấy có một cái hát gió hồi ở đây, hai cái kèm này nó ôm vào cái panel, còn nó ló một cái ngạnh ra đây để nó che cái thiết bị lắp ở đây. Bây giờ chúng ta qua bước 14, trang 132. Phía này á thì chúng ta sẽ mirror nó qua đây. Giờ tôi sẽ về mặt bằng trần đó vào một, tôi lựa chọn cái hát gió hồi này, tôi dùng lệnh mirror project tích đại một điểm nữa đó, mirror nó qua đây. Rồi mình mới vào cái section tạm, các bạn thấy nó nằm đây như thế này nè, và để đúng ngay cái lỗ á thì nó sẽ ôm sát ngay vị trí này. À, thì lưu ý chỗ này là chỗ đó, cái lỗ này á mình sẽ thay bằng cái loại cắt cạnh trên cạnh dưới gì đó để mình cắt bỏ cái ngàm này đi, cắt cạnh trái cạnh phải hay trên dưới gì đó ha, để mình cắt bỏ cái ngàm đó đi. Rồi cái phần này mình học á là chỉ học cái hát gió hồi thôi, cho nên mình sẽ không thay cái panel này. Kết quả trong 3D, cái trần của chúng ta đây, và chúng ta có hai cái phụ kiện ốp hai bên. Đây là cái hát gió hồi ốp một bên nè, bên đây một cái hát gió hồi ốp này nè,